Đây nè, chúng ta đi đến Brisbane. Và cái gì vậy? Y chang nhau nè, thấy không nè, đọc với chú nè, người hút kìa, không, tay không nhìn qua được, cũng ngạc nhiên kìa. Hello. Tay không hoang mang luôn kìa. Đọc tiếng Anh coi, đọc tiếng Anh coi, đọc tiếng Việt kìa, đọc tiếng Việt. Này là tiếng Anh, Úc là tiếng Việt. Đọc tiếng Việt coi. Việt tiếng Việt. Việt tiếng Việt mà. Việt nhá. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi muốn buồn chán. Trái hả? Dạ, dạ. Sao đổi gì đầu vậy? Cây con chúa. Sao mà chú hết quan tâm tới em rồi? Chú kì. Thôi đi chơi thôi. Chàng đi chơi nữa kìa. Lái xe. Thôi đi lái xe kìa. Trời ơi, đi lái xe. Đi chết rồi. Trời ơi, một lát nữa nó bị bắt ở trong kia, đừng có ai cứu nó ra nghe. Hai con này khán giả mà nó gọn nó gàn. Gì móc túi hay gì? Móc túi, gì vô mấy móc túi vậy? Móc túi. Trời ơi, này là địa bàn làm việc của nó là tao đàn. Khách nước ngoài em ơi. Dĩa khách nước ngoài. Bây giờ anh thích. Móc túi thiệt chứ bộ. Gia đi qua chị nằm gì kì vậy chị? Làm đi đâu vậy em? Làm đi đâu vậy? Gì vậy? Làm gì vậy trời? Trời ơi, quỷ gái. Đây nè, chúng ta đi đến Brisbane. Và cái gì vậy? Trời Lâm. Nè, hai cái thùng rác mày đứng đi làm gì vậy Lâm? Nói gì anh Thành, nhà của em nó. Anh là anh ở khách sạn mà em nhà, vô nhà em chơi đi. Thôi cảm ơn em. Vô nhà em chơi. Thôi cảm ơn em. Thôi cảm ơn em. Trời ơi, mày điên vừa đó Lâm ơi. Em. Mày điên gì vừa đó Lâm. Tao lại mày. Vô nhà em chơi. Bớ người ta. Trời ơi. Vô. Tao lại mày. Trời ơi trời, mọi người nhìn nè, cái mền của em nè. Trời ơi, tao lại mày lắm. Trời ơi, vô đất mền nè. Trời ơi, giữa một thành phố xa hoa tráng lệ mày làm cái gì vậy? Không thiệt, thôi em ngủ đây kia rồi đừng xìm nữa. Trời ơi, tôi chết rồi, nó điên rồi. Nó điên rồi mấy anh chị ơi, nó điên rồi. Cũng chứ thúi quá. Nè, mày kéo ra đây coi, mày kéo ra cái bên, nè kia. Đó, coi nè, mấy chị coi nè, coi nó ăn bận nè, đó, cái bên. Anh. Cái gì? Em thôi nhà mới thôi đừng nè quỷ bảy nhà mới vô chứ quỷ vậy nè đó nhà em nè uống nước không trời ơi tao lại mày lắm trời ơi con điên trời ơi con điên uống nước vô uống nước cho em nước bà nói mày mày điên rồi làm ơn mày điên rồi đọc máu không nè báo trời ơi trời ơi tôi chết rồi tôi chết rồi hôm nay em nữa nè nhà mày nữa chết cha này có xu hướng mày thùng rác trời ơi này có xu hướng mày thùng rác trời ơi trời em chật ra để chui vô để chui vô sinh nhật em sinh nhật phải không mời người nhà tổ chức bánh kem để đây